Tôi nghĩ từ khi mà tôi sinh ra đến khi mà lớn lên cho đến bây giờ Tôi có cảm tưởng mà không biết có đúng không Và quý của ông bà và anh chị em nghĩ xem có đúng không ấy là Tôi chưa thấy ai chê tiền bao giờ Chưa thấy ai Kể cả cha Kể cả cha Không chê Chưa thấy ai chê Mà nó lạ một điều là Mấy cái đứa trẻ con nó bé lắm Mà nó đang khóc ấy Đưa tiền cái Nín ngay Thế mới hay chứ này Trẻ à, biết gì đến tiền đâu mà Đang khóc mà dỗ bằng tiền ý Ngành lắm Tôi đã kể với quý của ông bà và anh chị em rồi Đôi khi mà mình ngồi Mình đọc kinh ý Nhất là buổi tối đấy Mà buồn ngủ ấy Thì cứ bỏ tiền ra đếm mắt sáng lên ngày Thế mới hay vâng, Mắt sáng lên ngày Tôi nói đến tiền ý Là kính thưa quý của ông bà và anh chị em Vì lời Chúa ngày hôm nay nhắc đến tiền cho nên tôi mới mới chia sẻ với quý của ông bà và anh chị em về vấn đề tiền của tiền của thực sự là rất tốt đấy chứ. Tôi lấy ví dụ nhà thờ của chúng ta đấy mà xây dựng từ thời của cha Ignatius uh, Ignacio Đoàn Thanh Vững đấy từ năm 99 rồi uh, cứ bỏ thế thôi cho đến thời cha cố Đa Minh mà chúng ta chẳng tu sửa gì rồi để cho nó xấu ấy, nó cũ ra đấy. Thì đương nhiên là ở một cái thành phố phát triển như thành phố Hạ Long và xứ đạo Hòn Gai là một xứ đạo mà Chúa ban cho cũng phát triển với thành phố nhưng mà cơ sở của mình ấy nó cứ to tăm tối rồi phong rêu cũ kỹ đấy thì lập tức ấy, những khách hành hương người có đạo và người không có đạo, nhất là người có đạo ở các xứ họ khác mà người ta xây dựng những nhà thờ lớn khang trang như là Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình ấy, thì người ta về người ta nhìn cái nhà thờ ở trên núi đạo ấy, người ta coi thường ngay à. bởi vì muốn nói gì thì nói, cái nhà thờ mà nó không khang trang, không đẹp đẽ, không sang trọng ấy thì người ta đánh giá mình không cao đấy cho nên lý do là tôi với quý của ông bà và anh chị em chúng ta đã sửa sang lại nhà chúa được như ngày hôm nay thì mới là tương đối thôi còn trong đầu của tôi thì ước ao nó phải ác lắm ấy mà bao giờ làm xong rồi thì quý của ông bà và anh chị em mới biết Và bao giờ làm thì chưa biết bởi vì đã có tiền đâu kính thưa quý của ông bà và anh chị em đúng thật ngay cả đời sống tu cũng thế thôi nếu một cha về một giáo sứ kia mà mấy năm trời cũng sáng sớ sang gì thì gặp các cha khác nói cũng bé bé tiếng thôi bởi vì có gì đâu mà nói nhưng mà về một giáo sứ mà xây hết công trình này xây công trình khác ấy, thì được điểm điểm cả với bề trên dễ lên to lắm quý ông bà và anh chị em thấy cái nhà sứ ở hải dương tôi xây to lắm đấy xây to lắm tôi về đây tôi sửa ngay nhưng mà không phải là có ý tôi làm như thế Để rồi tôi lên, lên, lên làm giám mục đâu Không phải Nhưng mà ít nhất định mình làm được thì mình cố gắng làm Và Kính thưa quý của ông bà và anh chị em Đúng là có điều kiện kinh tế Thì mình dễ ăn dễ nói hơn Miệng nhà sang ấy, Có gang có thép Đấy, Kính thưa quý ông bà và anh chị em Miệng nhà sang nó mạnh như thế Miệng nhà sang nhà người giàu người sang Có gang có thép Mạnh vì gạo mà bạo vì tiền đấy chú còn sao không biết tại sao Từ bé rồi mà sao tôi thuộc những cái đấy thế không biết đấy. Miệng nhà sang thì có gan có thép Đấy Rồi mạnh vì gạo bạo vì tiền Mình cứ hồ hào mình cứ nói mạnh Nhưng mà có làm được gì đâu Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em Chứ bình thường nhá tôi nghĩ bình thường thôi Thế còn về việc đạo ấy Tâm linh thì tôi không biết Nhìn các cha mà ăn mặc sang trọng Đấy Đeo nhẫn vàng ví dụ vậy rồi đi cái xe đắt tiền tỷ, 2 tỷ. Bình thường thôi tôi gặp tôi cũng thấy phải nể. Nó bởi vì quá sang trọng, sướng lắm. Đấy, sướng lắm ấy. Ở cái nhà mà nó sang sang trọng mà nó giàu có, sướng lắm. Sướng lắm ấy. Kính thưa quý cô ông bà và anh chị em, vì thế mà đôi khi đấy, cái việc mà của giáo sứ đấy, thì lệ thuộc rất lớn vào những người có điều kiện, tức là các đại gia, cho nên không có lạ gì Có giáo sứ mà khi đi rước kiệu ấy Thì kiệu này Xong đến các chú này Xong đến cha sứ này Sau cha sứ là bao giờ xếp hàng ấy Là cũng phải đến các đại gia Xong đến ông tránh này Ông phó trương này Ông trùm Bao giờ cũng như thế Đấy Có những việc của giáo sứ Mà khi mà triển khai đấy Ông tránh trương mà làm ấy Thì cha sứ hỏi là Hỏi đại gia chưa Đại gia to thế cơ mà Nghiêng nhà sang có gàng có thép Đấy, kính thưa quý cô, ông bà và anh chị em, vì thế mà tôi mới lạ. Tại sao trong phúc âm hôm nay Chúa Giêsu nói về vấn đề tiền bạc ý, thì Chúa lại không đề cao mà Chúa cảnh tỉnh như thế này? Anh em, anh chị em không thể vừa làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền của được. Đấy, Chúa cảnh tỉnh rõ ràng lắm. Tiền bạc ý, thì nó giống như là một câu mà các cha hay giảng lắm nói rất là là rõ tiền bạc là một người đầy tớ tốt nhưng mà là một ông chủ xấu đấy hay là đức hồng y thuận ý, bảo là tiền bạc mà mình để dưới chân ý, thì nó là bệ chắc lắm nhưng mà để lên trên đầu thì mỏi cổ lắm đây là câu của đức hồng y thuận đấy đức chúa giêsu thì bảo là tiền bạc ấy là ông chủ mà chúng ta không thể vừa thờ thiên chúa vừa thờ tiền bạc được Tôi về Hòn Gai từ cuối tháng 10 năm ngoái và đến năm nay vào cái trung tuần tháng 5 dương lịch ấy, tôi giật mình khi nghe tin ông Nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long bị bắt giam. Đấy ông Hà. Thế xong bây giờ này, trung tuần tháng 9, chúng tôi tôi đấy cũng rất là là ngạc nhiên và lạ bởi vì những vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh Hải Dương Mà tôi đã ở đấy 15 năm qua đấy Thì bây giờ là bị bắt giam gây chấn động Mấy cái vụ đấy đấy đều về tiền Đều vì tiền Mà tôi nghĩ là lời Chúa con mấy ông ấy thì thiếu gì tiền Mà làm sao vẫn thiếu cho để tải thế cho để vẫn thiếu đấy, Vẫn thiếu Mà đấy là về phần đời Còn phần đạo của chúng ta đấy thì chúng ta cầu xin tạ ơn Chúa để cho những người tu trì các đấng cấp bậc ấy thì cũng sống thanh thoát buông xả không dính bén đến tiền bạc nhưng mà khổ một nỗi thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em ngay trong đạo của chúng ta thôi nhé tháng 9 năm 2020 tức là cách đây 2 năm Đức Hồng Y Angelo Petri là bộ trưởng bộ phong thánh tức là ông thánh bà thánh nào mà lên thánh đấy là do ngài là bộ trưởng đấy bị Đức Thánh Cha Francisco cách chức vì tiền Lạy Chúa con to thế mà vẫn còn vì tiền Nhưng mà đây phải bé đâu Và năm, 1000, năm 2014 ấy, Thì Đức Thánh Cha Phan Xích Cũng đã từng cho một Đức Giám Mục Tại Đức ấy, Từ chức vì lý do sống quá xa hoa Mà tôi chỉ đọc lướt qua thôi là riêng cái bồn tắm của ngài ấy, lắm tiền lắm lạy chúa con không bù cho các cha ngày xưa phải tắm ao Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì Đức Chúa Giê-xu ngài dạy chúng ta, các con ơi, anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. đúng thật, chúng ta là những người thờ phượng Thiên Chúa. đâu chúng ta có làm tôi tiền của? nhưng tiền của là con dao hai lưỡi. nói thì rất mạnh, tôi nói với quý ông bà và anh chị em thế thôi. và tối ngày hôm nay ở các nhà thờ Công giáo đầy cha cũng nói như thế thôi. tiền của là một đầy tớ tốt nhưng mà là một ông chủ xấu và nhắc lại lời của Đức Chúa Giêsu là anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Nhưng mà đấy là lời Đức Chúa Giêsu và lời mình nói ra thôi. Nhưng mà đôi khi mà mình nhìn thấy người ta mang tiền vào mà nói nhiều hay là đứng trước những người giàu có run. Kính thưa quý cô ông bà và anh chị em đâu phải đơn giản. Miệng nhà sang, đại gia là có gan có thép. Đấy mà những đấng cao cả đạo đời thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em gộp có đấy có đấy chúng ta cứ thử ngẫm xem đúng là vì đồng tiền ý, nhiều người đánh mất nhân phẩm kể cả đạo kể cả đời kể cả giáo dân và kể cả các bậc tu trì đồng tiền mình không nói mạnh được cho nên ngày hôm nay khi Chúa Giêsu ngài cảnh tỉnh chúng ta về vấn đề tiền bạc ý, thì chúng ta cầu xin Chúa thôi tôi không dám nói mạnh không dám nói mạnh đâu là bởi vì cơn cám dỗ về mấy cái thứ đấy Tình, tiền và quyền lực Mà Đức Chúa Giêsu khi bị quỷ cám dỗ Nó đưa ra ba cái thứ đấy thôi Bây giờ nó chỉ có khi đánh một người chỉ bằng một thứ thôi Người thì nó đánh bằng bằng tình, gục Người thì đánh bằng tiền, cũng gục Người trắng tiền, trắng quyền À trắng tiền, trắng tình Thì thích quyền lực lắm mà kính thưa quý cô ông bà và anh chị em Chúng ta phải nghe lời Chúa Để chúng ta cảnh tỉnh và ý thức đấy, bởi vì trong bài đọc thứ nhất mà ca đoàn lên đọc trích sách ngôn sứ Amos kể về một cái câu chuyện mà chúng ta phải phải để ý và thận trọng. Ấy là thời của tiên tri Amos sinh ra ở miền Nam, nước Do Thái bấy giờ chia đôi và khoảng thế kỷ thứ 8 trước Chúa giáng sinh. Chia đôi thì ông Amos chỉ là một người dân thường thôi. Còn ở miền Nam, miền Bắc bấy giờ thì đều thờ phượng Chúa, đất nước rất là phồn thịnh cả hai miền Nam Bắc. Nhưng mà nói chung ấy là sự phân biệt giàu nghèo rất lớn. Cho nên Chúa mới gọi cái người đang làm ruộng, người nông dân, một người dân thường ở miền Nam tên là Amos, con phải đi ra miền Bắc ngay mà để nói cho vua, chúa quan quyền và người dân cảnh tỉnh đừng phân biệt giàu nghèo quá. Nhất là những người có của thì đừng kiêu ngạo mà chèn ép những người nghèo. Thì đây, hãy nghe đây hỡi những ai đang đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ và cái lời cuối thôi đức chúa thề với cả người miền miền bắc nước israel như thế này đức chúa đã lấy danh chúa mà thề ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng đâu cho nên kính thưa quý của ông bà và anh chị em nếu chúa cho chúng ta hơn ai cái điều gì đấy thì việc đầu tiên ý, chúng ta phải cảm tạ chúa và chúng ta phải xin chúa ban cho mình được cái đức khiêm nhường đấy nếu chúa ban cho con làm ăn khá giả thì đây là cơ hội để con tạ ơn chúa và xin chúa ban cho con khiêm nhường đừng kêu ngạo mà chúng con đừng làm hại đến người khác nếu chúa ban cho con thông minh tài giỏi thì chúng con cũng không bao giờ dùng sự tài giỏi thông minh của con mà làm khổ người khác bao giờ nếu chúng ta làm ngược lại đấy dùng những cái chúa ban cho là tiền tài quyền quyền lực sự thông minh tài giỏi mà làm khổ anh chị em bạn bè Thì Chúa bảo rằng ta lấy danh ta mà thề Không một hành vi nào của người đấy mà ta quên Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em Như gọi là gì bên Phật giáo người ta gọi là Nhân gọi là nhân quả nó rõ ràng Và người ta bảo là chưa bao giờ cái nhân quả Nó rõ ràng như thời bây giờ thế kỷ thứ 21 Đấy chúng ta làm điều tốt chúng ta được hưởng chúng ta làm điều không tốt Nó rõ ràng ngay cho chúng ta và gia đình của chúng ta Ngày hôm nay là ngày mà giáo sứ chúng ta tưởng nhớ tới cha Domenico uh, Dominico Dominico là tiếng Latin, Đa Minh là tiếng Việt Vũ Minh Khang, Ngài đã hy sinh ở tại giáo sứ của chúng ta vào ngày 18 tháng 9 năm 1945 mà phần mộ của Ngài còn ở đây tôi có được biết đây là hàng năm thì cha cố đam binh cũng tổ chức lễ dỗ cho ngài trước trước ấy thì mộ ngài ở gần cái chỗ khu đầu của nhà sứ khi xây nhà thờ thì chuyển ngài vào đây thì tôi không biết về cái cuộc đời của ngài lắm chỉ biết được là ngài là người rất chân thật và một cách nào đấy là người mà uh, giúp những người hoạn nạn cho nên có những người tham gia kháng chiến cách mạng ấy mà đang cần ẩn núp thì ngài cất giấu thế thôi thực sự bảo Ngài yêu nước hay không thì có lẽ lúc bây giờ chỉ biết được là những người đang cần thì tôi giúp à. Thế là Ngài giúp đấy. Mà chỉ vì Ngài giúp thôi mà nó lôi Ngài ra nó đánh và nó chém cột cổ Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ tới một linh mục, một cha xứ Đấy, chỉ yêu thương người khác giúp cái gì có thể giúp. Đấy là sống tốt rồi. Một cha chỉ cần như thế thôi. Thương người khác, giúp người khác. Dù mình gặp những khó khăn chắc trở mà vì thế chúng ta dâng thánh lễ tối hôm nay để xin chúa nhìn đến việc tốt của cha sứ cựu cha dominico vũ minh khang mà sớm đưa linh hồn của cha về hưởng nhan chúa amen